Hoa Kỳ không giới hạn số lượng visa du học, du lịch và công tác ngắn hạn. Chúng tôi cấp visa cho mọi đương đơn xin visa du học, du lịch và công tác có đủ điều kiện được cấp visa. Trao đổi trực tiếp với bạn hơn là xem xét giấy tờ trong buổi phỏng vấn. Nếu bạn bị phát hiện mang theo giấy tờ giả, bạn có thể bị từ chối visa vĩnh viễn. Anh đã bao giờ bị từ chối visa Mỹ chưa? Nếu cố tình nói dối viên chức lãnh sự, bạn sẽ không được cấp visa và có thể sẽ bị từ chối visa vĩnh viễn. Má, nhà mình có bà con ở Mỹ không? Chứ anh chị em họ của má đều ở Cali, rồi các chú con ông bác của ba con cũng đang ở Texas nè. Mỗi ngày chúng tôi cấp visa cho hàng trăm nhân dân có họ hàng tại Hoa Kỳ. Quyết định cấp visa dựa trên hoàn cảnh của bản thân bạn chứ không phải dựa trên các mối quan hệ họ hàng. Từng đi nước ngoài có thể giúp củng cố hồ sơ xin visa của bạn, nhưng chúng tôi đưa ra quyết định cấp visa dựa trên toàn bộ hoàn cảnh của đương đơn chứ không chỉ dựa trên một yếu tố duy nhất là các chuyến đi nước ngoài trước đó. Đại sứ quán hay lãnh sứ quán Hoa Kỳ nào trên thế giới đều có thể truy cập vào hồ sơ xin visa và chi tiết buổi phỏng vấn của bạn. Do đó, nếu bạn xin cấp lại visa nhưng hoàn cảnh của bạn không có gì thay đổi, thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Đừng trả lời như vậy, nhớ nha. Các anh chị phải trả lời như vậy nè. Đừng trả lời như vậy. Nhớ nha. Bạn chính là người chịu trách nhiệm với thông tin trong đơn xin visa của mình. Visa của bạn nhiều khả năng sẽ bị từ chối nếu bạn không nắm rõ nội dung trong hồ sơ hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo do công ty du lịch hoặc đơn vị môi giới visa cung cấp.
tại sao em lại muốn học thạc sĩ. Bằng cấp càng cao thì cơ hội xin việc càng dễ. Tại sao em lại chọn học ở Mỹ? Vì Mỹ có hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ thấy bạn không đáng tin cậy nếu bạn trả lời rập khuôn hoặc không thành thật. Bạn nên trả lời rõ ràng và trung thực về hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của mình. Tại sao lần trước anh lại ở Mỹ quá thời gian được phép? Chúng tôi không nhận hối lộ dưới mọi hình thức. Nếu bạn cố tình đưa hối lộ, visa của bạn sẽ bị từ chối. Và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ sơ xin visa của bạn trong tương lai.